Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Blockstar Insight trong loạt bài hướng dẫn về JavaScript. Mình là Việt. Ở bài hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái phần hướng dẫn về làm cái tool sử dụng các giải thuật so sánh. Thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái class algorithm này. Như các bạn đã được hướng dẫn thì chúng ta đã thực hiện được các cái phần tạo giao diện cho nó, sử dụng các giải thuật so sánh để trong cái sorting algorithm này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước cuối cùng, tức là xử lý và sử dụng chúng như nào. Thì đầu tiên là các bạn sẽ tạo ra 5 cái hằng số như này. 5 cái hằng số này là để chúng ta hiển thị ra các cái giải thuật insertion, heap, merge, quick, insertion, sort. Đây thì là những cái này như, và một cái biến là biến size, là kích thước của cái array mà chúng ta sắp xếp. Một cái nữa là string algorithm, một cái nữa là order algorithm. Cái này chính là cái thứ tự của cái thằng combo box của cái algorithm ấy. Cái thứ hai là cái tiếp theo là cái data của chúng ta, tức là cái array này. Thì đầu tiên là khởi tạo thành phần thì là algorithm bằng insertion, tức là cái thằng đầu tiên của chúng ta chạy là nó sẽ nằm ở đây. Các bạn sẽ thấy là nó insertion sort đây, và cái này là bằng 10, size bằng 10. Thì đây chính là cái phần mà chúng ta thực hiện khởi tạo ban đầu đây, order algorithm, bởi vì nó là cái thằng order đầu tiên thành bằng số 0 đây. Thì sau khi mà mỗi lần mà nó cái thằng thằng merge sort này, hoặc à, quên thằng algorithm combo box này mà thay đổi, ví dụ như đây là quick sort chẳng hạn, thì nó sẽ thay đổi. Thì thay đổi này là bắt vào cái chỗ này, tức là cái chỗ mà algorithm item state chain này. Thì ở đây algorithm sẽ bằng string algorithm cb get list selected item đây, và cái order thì tương tự như thế, get index ở đây. Thì những cái này ở đây thì chúng ta xử lý cho cái thằng threshold. Nếu mà cái thằng get selected index mà bằng 3 ấy, tức là nghĩa là thằng thằng cuối cùng, thì chúng ta sẽ đặt set enable và cho nó bằng true, còn không thì set nó bằng false. Thì các bạn nhìn thấy ở đây, thì khi mà cái này nó bằng 3 này, 0 1 2 3, thì nếu bằng 3 thì sẽ set bằng enable, và còn nếu ngược lại thì set bằng 0, thì set bằng false ở đây. Thì đấy chính là mục đích của chúng ta. Tiếp đến là cái phần hàm get size. Thì khi mà chúng ta thay đổi size thì nó sẽ lấy size bằng, ở đây chúng ta sử dụng cái integer pass in này từ của string, thì chúng ta get cái thằng item của thằng combo box size đấy. Sau khi có size thì chúng ta create set, tức là như bài hướng dẫn trước thì mình đã giới thiệu với các bạn hai phương thức là create set và show set size. Ở đây thì là chúng ta đầu tiên là set cái kích thước cho cái mảng và tạo cái mảng ra, và tiếp đến là show cái set size đấy ở trên cái giao diện. Sau đấy thì chúng ta xóa bỏ toàn bộ những cái phần, những cái hiển thị của cái thằng, những cái label. Đây các bạn sẽ thấy ở đây, tức là ví dụ như khi chúng ta đã có cái này, chúng thực hiện cái này chẳng hạn, thì nó ra đây. Thì khi mà chúng ta thay đổi size của nó 100 thì lúc này nó sẽ xóa toàn bộ đây 100, 5000 thì ở đây nó sẽ thay đổi, tức là cái chỗ này nó sẽ thay đổi, và đồng thời là những cái kích thước ở những cái thời gian chỗ này nó cũng sẽ bị xóa về không. Thì đấy là cái mục đích của cái phương thức này. Thì đấy là cái những cái phần mà thay đổi liên quan đến combo box. Tiếp đến là cái button. Button của chúng ta thì là chúng ta gọi cái thằng sorting algorithm này. Thì với trường hợp mà của order algorithm chính là cái thằng này, tức là 0 1 2 3 đây, thì 0 1 2 3 đây. Thì nếu mà không thì chúng ta gọi cái hàm của thằng insertion sort, hai thì merge sort, quick sort, và cuối cùng là quick insertion sort ở đây. Thì nó chỉ đơn giản như thế thôi. Thì chúng ta gọi 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 cái phương thức show result đây để hiển thị ra, thế là xong. Thì toàn bộ mọi thứ, những cái phương thức cơ bản thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong. Thì chúng thực hiện chạy, thì khi mà chúng ta chạy những cái này thì các bạn sẽ thấy là khi mà cái kích thước nó lớn thì nó sẽ bị tạm dừng. Ví dụ như đây chúng ta tạo ra khoảng 10 triệu thì các bạn sẽ thấy nó bị đơ một lúc, đúng không? Nó bị đơ một lúc nó mới nhảy về, tức bởi vì cái kích thước một một 10 triệu thì có nghĩa nó phải chạy tạo ra cái random 10 lần 10 10 triệu như thế. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy đây là ví dụ insertion sort thì nó rất lâu, merge sort các bạn sẽ thấy là chạy một lúc. Thì ví dụ như đây là 1902 millisecond, tức là một một giây ấy. Còn quick sort thì nó sẽ ngắn hơn, khoảng tầm mấy trăm đấy, đấy là 700. Còn insertion sort thì bây giờ mình để cái này là 1000 đi. 1000 thì khi này cái threshold nó sẽ đặt cái ngưỡng nó thực hiện nó giảm xuống. Thì các bạn sẽ thấy, tức là cái thời gian thực hiện giải thuật của insertion sort thì mình chả chạy nếu vì nó lâu quá. Thì cái thằng này thì nó sẽ mất một một giây, thằng này mất gần gần một giây, hơn nửa giây chút, cái này thì gần nửa giây. Thì các bạn sẽ thấy là cái quick insertion sort là cái ngắn nhất.
Thì các bạn cứ chạy thử, thực hiện và tìm hiểu tham khảo thêm về các giải thuật ở trên mạng. Thì như mình đã nói, thì ở cái bài này mình hướng dẫn cho các bạn cách làm chủ yếu là cái liên quan đến swing combo box và cái button này. Thì thực ra thì mình biết là nếu tốt hơn thì mình phải làm từng bước từ bằng tay, từ đầu đến cuối, từ những cái project trắng đến khi chúng ta hoàn thành cái này. Nhưng như các bạn thấy là chúng ta xây dựng theo cái như này mà chúng ta cũng đã mất khoảng tầm 4 tutorial, thì có nghĩa là nó rất lâu. Thì với cả thời gian này thì mình cũng hơi bận nên mình lười viết lại code, tìm hiểu lại, đọc lại, để viết lại thì mình hơi lười. Thì mong các bạn thông cảm. Những cái bài hướng dẫn về cái demo tiếp theo thì mình sẽ cố gắng xây dựng từ đầu để các bạn dễ hiểu hơn. Còn ở bài này thì các bạn cố gắng download về và theo theo làm theo nó. Thì theo ý kiến của mình ý, thì các bạn nếu mà mới lập trình thì các bạn nên, tức là chúng ta code thì code tất cả mọi thứ. Tức là ví dụ như kể cả cái button này các bạn làm nhiều, các bạn sẽ thấy là add action listener nó đơn giản, ví dụ thế. Thì các bạn cũng cố gắng sử dụng và làm cho nhiều lần để chúng ta nhớ và thuần thục. Hoặc là ví dụ như khi chúng ta dùng NetBean thì những cái align này các bạn cũng cố gắng set cho nó thẳng. Thì đấy là những cái mà các bạn nên nên thực hiện. Trong cái thời gian vừa rồi thì mình cũng nhờ được các bạn của mình, thì có một số người đã đồng ý. Thì có một anh sẽ làm JavaScript, có một chị sẽ làm về Photoshop, một bạn của mình sẽ làm về 3D, và một người nữa sẽ làm về tester. Một bạn nữa ở cùng mình thì cũng sẽ làm về cái VB.net. Thì đấy là những cái phần mà chúng ta sẽ có trong tương lai. Tức khoảng thực ra này các bạn ấy đồng ý làm rồi, nhưng mà tự nhiên thì cái lão làm JavaScript thì đùng cái cưới vợ, thì hôm nay cưới này, thì cưới hôm nay thì bảo hoãn lại một thời gian. Em làm Photoshop thì bây giờ đang du vi hi hú hú hí bên Đức ấy, à bên bên Úc. Còn em làm VB.net thì đang ở học bên Đức, thì đợt này đang làm thesis nên chưa chưa làm cho các bạn được. Thì chắc là tôi hy vọng là vào đầu năm mới thì chúng ta sẽ có tất cả những cái phần đấy bắt đầu khởi tạo, và chúng ta các bạn ấy sẽ bắt đầu làm, và chúng ta sẽ có những cái bài hướng dẫn cho thêm blog của chúng ta thêm phong phú. Thì rất mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn, ví dụ trong cái những quá trình mình làm clip mà nói nhanh hoặc là như nào thì các bạn cứ đóng góp ý kiến với bọn mình. Các câu hỏi liên quan về Java thì các bạn cứ gửi đến email hoặc là trên YouTube, thì bọn mình sẽ đọc và có thời gian thì mình sẽ trả lời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo của Blockstar Đi Xe.